Sau buổi ngồi và lắng nghe những chia sẻ về anh của anh Dương về buổi xây dựng thương hiệu cá nhân hay là những cái kịch bản mà chúng ta xoay quanh người bán hàng, thì cái điều mà em tâm đắc nhất trong việc đó là việc xây dựng thương hiệu cá nhân. Mà sau khi mà lắng nghe thì mình thấy là có rất là nhiều cái mình cũng đang làm, cũng theo một cái mục tiêu mà như anh Đăng Dương cái bản đồ mà anh đưa ra, nhưng mà mình gần như là mình chưa có một cái hạch định chuẩn, một cái quy trình chuẩn theo nó. Và hôm nay thì mình có vỡ lẽ ra được rất là nhiều điều. Xoay quanh câu chuyện thì xây dựng thương hiệu nó là một cái điều mà hôm nay mà chúng ta cũng cảm thấy là rất là giá trị ở chỗ mà anh cũng đã truyền cho chúng ta rất là nhiều cái, cũng giống như cái những cái mà anh nói là nó chỉ là những cái mà rất là bí mật, chúng ta bí mật để xây dựng thương hiệu cá nhân đấy, một quy trình. Và điều đặc biệt là đó là cái mà chúng ta có thể vận dụng và áp dụng được không chỉ cho những doanh nghiệp mà cho cá nhân của các bạn. Anh Dương đến đây, cái điều mà anh Dương muốn ấy, nó không phải là anh nhận được cái gì đâu, mà đó là cái giá trị mà anh lan tỏa và các bạn nhận được. Đấy, đấy là cái mà tôi cũng rất là tâm đắc và cũng rất là trân trọng với anh Đăng Dương. Lời đầu tiên thì em xin chân thành cảm ơn anh. Và cảm ơn anh về giúp bọn em đã biết cách thức là làm video như thế nào và cách viết nên một cái nội dung, một cái kịch bản để mình đưa ra cho khách hàng một cái sản phẩm thích hợp để cho khách hàng tìm hiểu và lựa chọn đúng cái sản phẩm mà khách hàng tìm kiếm. Và thứ hai là em rất thích về cái phần quy trình cách thức bán hàng của anh, là nó rất là rõ nét và các bước bán hàng chuẩn, từ những cách tìm hiểu, tìm kiếm khách hàng đến khai thác và đưa ra niềm tin cho khách hàng, và đến các bước là chốt sale và kể cả không chốt sale cũng đưa ra được cái giải pháp để cho mình hợp thức hóa để giúp khách hàng mua được một căn nhà, một sản phẩm ưng ý nhất ạ. Em chân thành cảm ơn anh ạ. Lời đầu tiên thì em xin cảm ơn giám đốc điều hành Đức Anh và thầy Đăng Dương. Thực ra thì em cũng làm bất động sản và biết nghề bất động sản một thời gian cũng khá lâu rồi. Thì cũng qua theo dõi kênh Nhà Đẹp Đăng Dương của anh Dương qua kênh YouTube rất là nhiều. Thì hôm nay cũng may mắn có cơ hội được gặp anh và được nghe anh chia sẻ rất là nhiều cái điều hay và cái kinh nghiệm trong nghề bất động sản. Thì cũng nhờ anh mà em biết được thêm gọi là các cái bước bán hàng rất là quy chuẩn. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn anh Đăng Dương đã có buổi chia sẻ ngày hôm nay đến với lại Nhà Đăng Dương. Ngày hôm nay em được lắng nghe anh Đăng Dương chia sẻ về những cái cách làm, cũng như cái được nhìn thấy cái thương hiệu cá nhân riêng của anh Đăng Dương. Thì từ đấy thì bọn em có được một cái kiến thức mới và những cái kinh nghiệm mới. Em cũng cảm ơn, cũng thay mặt anh em nhân viên ở công ty cũng cảm ơn anh Dương và Nhà Đẹp Đăng Dương đã có buổi chia sẻ thành công ngày hôm nay. Em xin hết. Đầu tiên là cảm ơn anh Đăng Dương thì hôm nay đã có một cái buổi chia sẻ cực kỳ tâm huyết. Em nói thật là em ngồi em nghe thì em rất là cuốn theo cái những điều mà anh nói. Hôm nay em có học thêm được một cái nữa là về cái telesale. Cái phần telesale là của anh là có thêm telesale lạnh, telesale ấm và telesale nóng. Thì trước đây thì em thì có học được telesale, nhưng mà em thường em chỉ làm là telesale là trực tiếp là telesale nóng luôn. Nghĩa là em cứ gọi trực tiếp cho khách hàng, em gọi là em có sản phẩm này em muốn bán. Đấy, chứ không có cái phần quà telesale lạnh là tặng quà và kết thân, hay là telesale ấm là tạo giá trị nuôi dưỡng. Đấy, thì em thấy đây là hai cái phần mà cực kỳ hay, em nghĩ là em có thể học được trong buổi hôm nay. Tinh túy nhất của anh ngày hôm nay em học được ạ. Em rất là cảm ơn anh rất là nhiều. Cái lời chia sẻ của em nó là sau khi em được xếp tư, xếp vừa ngồi đấy xếp đi ra ngoài thôi. Ta xếp tư xếp chia sẻ cái nhóm này lên nhóm tổng của MS Group. Thì em nhìn thấy, ồ đúng anh Đăng Dương đây rồi. Em đăng ký luôn. À, em đi luôn số này và em chỉ muốn được gặp và được học một cái gì đó tốt đẹp nhất. Tại vì em đã đăng ký kênh TikTok của anh nó gần 2 năm nay rồi. Vâng, em cảm ơn ạ. Lời đầu tiên em xin chân thành cảm ơn anh Đan Dương ạ. Thứ ba là em cũng là fan của anh trên TikTok ạ. À, ngày hôm nay thì thực sự là em từ sáng đến giờ học của anh rất là nhiều kiến thức. Thứ nhất là em biết cách tìm khách hàng từ đâu. Thì em rất là mong muốn anh follow anh em mình đã follow rồi đấy. Thì em có thể một phần nào đó anh em mình có thể chia sẻ và giúp đỡ em trong cái lĩnh vực tiếp theo ạ. Và ngày hôm nay em đã học ra được rất là nhiều điều. Và em rất cảm ơn anh đã bớt chút thời gian xuống đây để chia sẻ và giúp cho anh em bên mấy hát chúng em hiểu được nhiều điều hơn ạ. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Đầu tiên thì em rất cảm ơn anh Đăng Dương ạ. Và em là Tuấn Dương. Và thực sự em ấn tượng ban đầu ạ, trước khi nói về bí mật triệu đô như trên ạ, hay là các cái nền tảng anh hướng dẫn ạ, thì anh có một cái giọng gì đấy mà rất chân thực và gọi là đi vào lòng người, chạm vào trái tim anh ạ. Đó là cái điều mà em mong muốn nhất. Rất là kiến thức có thể đi vào đầu mình,
mình chưa có những cái cảm nhận, chưa hấp thụ được nhiều, nhưng mà những cái giọng nói đi vào trái tim thì chắc chắn ngày hôm nay em đăng ký kênh của anh rồi ạ, cả ba kênh luôn ạ, và chắc chắn tối ngày hôm nay em sẽ về xem tất cả toàn bộ của anh ạ, thế là thật nhiều kiến thức ạ. Và cái chia sẻ của Đăng Dương phần nào cho chúng ta những cái trải nghiệm marketing thì vô cùng rộng lớn, mỗi chúng ta học được một thứ gì đó trong marketing và chúng ta đi theo cái thiên hướng đấy thì chúng ta sẽ hãy tập trung vào cái mục tiêu mà chúng ta đã lựa chọn. Ví dụ như Đan Dương thì Đan Dương chọn cái mục tiêu là xây dựng thương hiệu cá nhân để phát triển đội nhóm, và theo mô hình là chia sẻ những cái kiến thức mà Đan Dương đã được trải nghiệm cũng như đã được học hỏi bằng những cái clip đấy. Còn rất nhiều những cái mô hình khác nữa thì hy vọng rằng là sau cái buổi chia sẻ, thực sự rằng là chỉ buổi sáng không thể nào mà hết được những kiến thức mà Đan Dương đã học tập hàng 4 năm vừa qua, nhưng đó là một cái để cho chúng ta có thể tìm hiểu, có thể học hỏi. Và đặc biệt là các bạn ạ, đặc biệt là chúng ta phải xây dựng hình ảnh thương hiệu cá nhân của các bạn, vì đó là rất là quan trọng. Đan Dương chia sẻ 10 phần thì tôi mong rằng các bạn hãy cố gắng thấu hiểu khoảng 2-3 phần và cứ ngấm dần, thì cái đấy là cái mà rất là tuyệt vời. Cả nhà chúng ta cho Đăng Dương chẳng có tay các bạn ơi. Em cũng hơn 1 năm đi tàu đấy, thì về thì cũng là do cái biến cố đó là dịch Covid ấy, thì nên là ở nhà thì mới bắt đầu, lúc đầu thì cũng chỉ là biết tìm hiểu về bất động sản để mình xác định là mình đi tàu sau này mình có tiền để về mình đầu tư bất động sản thôi. Thế nhưng mà làm bất động sản thì cũng kiếm được tiền, cũng được khoảng loanh quanh 50 một tháng. Đợt đấy thì em làm thổ cư. Thế thì sau đó thì thấy làm được tiền rồi, cái mức mà thu nhập mà mình kiếm được ấy, thì nó cũng là hơn đi tàu. Mà làm ở trên bờ với cái thu nhập như thế thì cũng cảm thấy là ok rồi. Thế nên là ở nhà để làm bất động sản thôi. Đấy thì đấy là cái lý do mà mình vào bất động sản. Cũng lâu lắm rồi mới gặp Xuyên Dương. Thì với ngành bất động sản thì thật ra là trước là mình cũng ở công ty về cho thuê và mua bán. Nhưng là mình nhìn thấy là tất cả các anh chị em hay các đối tác làm về dự án, ai cũng mua được nhà, ai cũng mua được xe. Thế mình hỏi là dự án có khó không nhỉ? Mình thấy ai vào đây đấy cùng cái thế hệ mình từ trước giờ làm, ai cũng có nhà, ai cũng có xe, thôi mình cũng phải thay đổi thôi. Thế là mình chuyển sang dự án. Thì khi bước vào dự án thì chia sẻ với mọi người là đúng thật là mình gặp các anh chị toàn những người sở hữu rất nhiều bất động sản và rất nhiều xe. Thế mình bảo là thôi mình sẽ cố gắng. Quan điểm của mình là người khác làm được, mình cũng làm được. Đấy là cái tư duy và cái mà hành trình của mình từ trước giờ là đấy. Thì mà mình nhìn thấy những người thành công trước mà mình rất muốn làm sao được, và đôi lúc thì cần cà phê với họ thôi và nghe họ chia sẻ thì cũng thấy rất là vui rồi. Đấy, mình xin hết ạ. Thời gian đầu thì Hoàng bắt đầu mong muốn phát triển thương hiệu cá nhân ấy, và phát triển được kênh YouTube và TikTok ấy, thì Hoàng rất là loay hoay không biết làm thế nào. Thì qua internet, qua YouTube thì Hoàng biết đến kênh Nhà Đẹp Đăng Dương và Hoàng học hỏi được rất nhiều từ những video của Nhà Đẹp Đăng Dương, đến khi rất là may mắn được quen Đăng Dương. Và đến bây giờ một thời gian triển khai kênh cá nhân của mình, Hoàng với cương vị là thành lập cái câu lạc bộ của công ty là câu lạc bộ TikTok ấy, thì đến bây giờ lại Hoàng lại rất là may mắn được nhờ Đăng Dương đến đào tạo training và quá trình cho toàn bộ cái câu lạc bộ của mình. Và hôm nay là một buổi rất là đặc biệt, là Đăng Dương chia sẻ rất nhiều những kiến thức. Cái mà Hoàng tâm đắc nhất ở Đăng Dương ấy, đó chính là những cái gì mà Đăng Dương chia sẻ, nó đều là những cái gì Đăng Dương trải qua. Thế là hoàn toàn là Đăng Dương chia sẻ bằng những kinh nghiệm cá nhân, thực tế của mình. Nó không phải những cái lý thuyết hay là những cái máy tính có trong sách vở. Thì đấy là cái mà giúp cho bản thân Hoàng cũng như thể đội nhóm và câu lạc bộ của mình ấy, có những cái đường hướng phát triển cụ thể, có những cái kinh nghiệm đi nhanh hơn trong việc phát triển xây dựng thương hiệu cá nhân, đặc biệt là trên những kênh nền tảng như YouTube, TikTok, Facebook, Fanpage. Thì qua video này thì Hoàng muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Đăng Dương và chúc cho kênh Nhà Đẹp Đăng Dương cùng đội ngũ của mình có những bước phát triển tốt hơn, thành công hơn, đặc biệt trong cái nền tảng mạng xã hội trong thời gian sắp tới. Xin chân thành cảm ơn.
Hôm nay thì sau khi tham gia vào cái buổi chia sẻ làm video marketing và xây dựng thương hiệu cá nhân của anh Đăng Dương thì em cảm thấy mình học hỏi được rất là nhiều kiến thức. Mặc dù là một người trước đây cũng đã làm kênh YouTube hoặc làm thương hiệu cá nhân rồi nhưng em cảm thấy là bản thân mình vẫn còn thiếu rất nhiều kiến thức và có những cái góc độ mình làm chưa tới. Thì cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì anh Đăng Dương đã chia sẻ và em đã cảm nhận mình học được rất nhiều cái kiến thức hay mà mình chưa được học ở đâu và có rất là nhiều những cái thông tin hữu ích. Và hy vọng là với sau cái khóa học này thì em nghĩ là sẽ có rất là nhiều bạn giống như em, có thể là có những cái phương án, có những cái định hướng mới để xây dựng cái thương hiệu cá nhân để bán hàng không chỉ là trong bất động sản mà trong rất nhiều ngành nghề khác. Và em rất là cảm ơn anh Đăng Dương đã có những cái chia sẻ mà thực sự là triệu độ ạ. Em tự giới thiệu, em là Trần Tuấn và hiện nay đang làm công ty Teamland. Thì đây là lần đầu tiên mà em được gặp anh Đăng Dương ở ngoài đời thực. Và ngày hôm nay rất may mắn với em là em có được lắng nghe và được nhận lại rất nhiều bài học, không chỉ đơn giản là kiến thức bán bất động sản mà đâu đó cái hình ảnh của anh Đăng Dương khi bắt đầu cái công việc này cũng rất là nhiều cái khó khăn. Và đấy là cái chia sẻ về mặt động lực cũng như là những cái lý do mà từ gia đình hay chính bản thân anh để anh có được nhiều cái sự phấn đấu trong cái công việc. Thì em cũng cảm thấy là bản thân mình cũng cần phải làm như thế. Đôi khi là mình cũng là bắt đầu vào một cái nghề mới thì nhiều cái khó khăn hay là những cái mình nản, đó là cái điều đương nhiên. Nhưng mà vượt qua nó thì đấy là một cái thách thức lớn. Và đây cũng là một cái buổi gặp quan trọng, cũng có thể có là một cái bước ngoặt để mình có thể là phấn đấu và phát triển nhiều hơn. Thì em rất là cảm ơn anh Đăng Dương đã có những cái lời chia sẻ một cách chân thực và đầy bổ ích như thế. Em cảm ơn anh Dương rất nhiều. Xin chào tất cả mọi người, mình là Huyền Thi đến từ kênh Huyền Thi Invest. Mình xin chia sẻ một chút, vừa rồi mình vừa trải qua một cái buổi chia sẻ kinh nghiệm của nhà đẹp Đăng Dương. Lần đầu tiên mình gặp anh sau khi rất là nhiều lần mà mình theo dõi anh trên các kênh YouTube này, TikTok này và tất cả các nền tảng xã hội, nên là đây là một trong những thần tượng trong lòng mình. Nhưng video này thì không phải để tâng bốc anh, mà mình video này thì mình chính thức tuyên chiến là anh sẽ là đối thủ tiếp theo của mình. Và mình sẽ cam kết là mình sẽ, trong tầm tay của mình thì mình sẽ vượt nhà đẹp Đăng Dương để thành một trong những kênh bất động sản uy tín top 1 tại Việt Nam. Mình xin tự giới thiệu, mình là Lương Cao Tuấn Anh, đến từ kênh YouTube Lương Cao Tuấn Anh. Và hôm nay thì mình đã được lắng nghe một buổi chia sẻ rất là bổ ích từ anh Dương, đến từ kênh nhà đẹp Đăng Dương. Thực tế thì sau khi mà nghe cái buổi chia sẻ của anh Dương chia sẻ thì mình thực sự mình cảm nhận rằng là những cái chia sẻ của anh nó thực sự là rất là chân thành này, thật lòng và không, gần như là không giấu giếm bất cứ một cái điều gì mà anh đã chia sẻ về cái quá trình mà anh đã xây dựng cái kênh YouTube của anh như thế nào. Và bản thân mình thì rút ra được rất nhiều bài học bổ ích và để có thể áp dụng cho những cái kênh phát, trong cái việc phát triển kênh YouTube của mình trong thời gian sắp tới. Và hy vọng rằng những bạn nào mà đang có mong muốn mà làm YouTube và phát triển các kênh thương hiệu cá nhân trên các kênh mạng xã hội thì có thể là trực tiếp theo dõi những video chia sẻ của anh Đăng Dương ở trên kênh YouTube của anh ấy và các kênh cá nhân của anh ấy. Và mình tin rằng các bạn sẽ học được rất là nhiều điều để mà áp dụng vào trong các cái công việc và cái việc phát triển thương hiệu cá nhân của các bạn trong thời gian sắp tới. Xin cảm ơn các bạn.